Xin chào các bạn, tôi là Phạm Chuẩn từ Space Solution Vina. Trong video này chúng ta sẽ cùng nói đến điểm mới của Linux 1953 và nói về phần Search trong Path Navigator. Thì đối với phiên bản Linux 1953 chúng ta sẽ có thêm một mục search nữa ngoài mục search comment ở đây. Chúng ta có search ở phần Path Navigator. Đấy. Mục đích là chúng ta có thể tìm được những cái lệnh mình cần thiết mà nó đã tạo ra cái sản phẩm của mình. Đấy. Ví dụ khi mà bạn gõ chữ bất kỳ, đó, đợi chút, nó sẽ xuất hiện ra tất cả những cái lựa chọn có thể xảy ra ở đây. Và nó có một tính năng ở phần search này, đó là auto complete. Nó giống như các bạn search Google ấy, nó tự động điền đầy cái câu của mình. Đấy, mình viết chưa đủ thì nó cũng đã điền đầy cái tên của cái lệnh đấy rồi. Đấy. Đấy, ví dụ mình đánh Revol thì nó đã ra cái Revol 3 hoặc là Revol 13. Đấy, và nó sẽ hiển thị trên này. Để các bạn biết được vị trí nó là ở đâu. Đó. Và những cái lệnh này đương nhiên mình có thể thay đổi tên nó được nếu trong cần thiết. Nên mình sẽ tìm dễ dàng hơn. Rồi, ngoài ra mà khi mà chúng ta tìm kiếm ví dụ extrude này, đó, chúng ta sẽ có các cái năm cái trường hợp match ở đây, tức là năm cái trường hợp nó đều có chữ x này. Đấy. Nếu mà chúng ta chọn là gì, add object to selection này, đó, thì nó sẽ highlight lên những cái chi tiết đó và chúng ta có thể lọc là filter all matches. Đó, tất cả những cái đối tượng mà mình đã tìm đây, nó sẽ lọc ra, nó chỉ để lại những cái lệnh đó thôi. Đấy, toàn bộ là ít chút này. Đấy, có thể bỏ lọc bằng các loại cách là kích lại nó. Đó, thì cũng khá là tiện dụng khi chúng ta sử dụng để tìm kiếm các lệnh đã tạo ra sản phẩm của mình. Ok, cảm ơn các bạn.